Bạn xem kìa, cô ta đang cười, anh ta đang cười, cô ta cũng đang cười, cười đến nỗi em đây nổi hết cả da gà, thật sự quá kỳ lạ. Thế nhưng nụ cười này còn có thể lây lan, giống như virus vậy. Hơn nữa bất kỳ ai nhìn thấy nụ cười này đều sẽ rơi vào lời nguyền khủng khiếp. Gần đây bác sĩ tâm lý Rose đã tiếp xúc với nụ cười như vậy, là một trong những bác sĩ tâm lý giỏi nhất của bệnh viện. Rose có chuyên môn vững vàng và rất thích làm thêm giờ. Bất kỳ bệnh nhân kỳ lạ nào đến đây đều được cô ta ứng phó rất bình tĩnh. Nhưng hôm nay bệnh viện mới tiếp nhận bệnh nhân, có cảm xúc rất kích động, dường như người đó luôn sợ hãi điều gì đó. Rose chỉ mở cửa đơn giản, cô ta đã phải trốn vào góc, cuối cùng cũng ổn định được cảm xúc của bệnh nhân. Rose mới có thể tiến hành tư vấn bình thường. Bệnh nhân tên là Laura, là sinh viên đại học. Tuần trước cô ta gặp giáo sư Chavo của mình, kể từ đó như thể bị kích thích, hành vi cử chỉ đều trở nên điên rồ. Rose nói chuyện rất nhẹ nhàng, cố gắng để Laura kể lại những gì mình đã trải qua. Sometimes it pretends to be someone that I know. Sometimes it's a random stranger. Sometimes it's like it wears people's faces like masks. Chuyện kỳ lạ như vậy, rõ ràng là Rose không tin, nhưng vẻ mặt của Laura ngày càng trở nên hoảng sợ, còn nói rằng hôm nay mình sẽ chết. Nói xong, Laura đột nhiên hét lên và lùi về phía sau, như thể có thứ gì đó đáng sợ đang đứng sau lưng Rose. Laura lùi đến tận góc tường, miệng há to mà không thể hét lên. Rose thấy tình hình không ổn nên vội gọi người đến, nhưng vừa mới cúp điện thoại, Laura đã bình tĩnh lại, đứng ở một bên, trên mặt nở nụ cười kỳ lạ. Trong tay cô ta cầm mảnh vỡ của bình hoa, mảnh vỡ cứa qua mặt Laura, cắt đứt cổ họng. Rose đã bị dọa sợ, cho đến khi chết, nụ cười trên khuôn mặt Laura vẫn không biến mất, ngay cả khi đắp vải trắng lên, máu thấm ra ngoài, nụ cười đó vẫn như nụ cười kỳ lạ. Cái chết của Laura khiến Rose nhớ lại quá khứ mà cô không muốn nhớ lại. Mẹ của Rose mắc chứng bệnh tâm thần rất nghiêm trọng. Khi Rose 10 tuổi, mẹ cô đã tự tử bằng thuốc và Rose nhỏ tuổi đã chứng kiến cảnh tượng đó. Kể từ đó, Rose bị sang chấn tâm lý nghiêm trọng, phải mất nhiều năm điều trị cô mới hồi phục. Nhưng chuyện của Laura khiến tinh thần của Rose lại bị đả kích nặng nề. Cô về đến nhà vẫn không thể bình tĩnh. Rose còn nhìn thấy ảo ảnh của Laura trong nhà. Rose. Sự xuất hiện của chồng sắp cưới khiến Rose lấy lại được chút tinh thần. Nhưng không lâu sau cô lại chìm đắm trong hồi ức. Ngay cả khi đi ăn tối với gia đình chị gái, cô cũng có vẻ mất tập trung. Ngày hôm sau, Rose cố gắng tiếp tục đi làm, xem hồ sơ về Laura. Hồ sơ cho thấy, giáo sư mà Laura gặp cũng liên tục cười khi tự tử. Rose cau mày, cảm thấy rất giống với những gì cô đã trải qua. Nhưng người ta đã viết như vậy, Rose cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là mỗi khi rảnh rỗi, cô luôn thấy bóng dáng Laura xuất hiện bên mình, khiến cô cảm thấy lo lắng. Đến khi Rose thấy trên mặt bệnh nhân khác xuất hiện nụ cười kỳ lạ tương tự. Rose bị bệnh nhân ép lùi từng bước, vội vàng gọi y tá đến khống chế người đó. Nhưng khi quay lại, rõ ràng bệnh nhân đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Những gì Rose vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác, vì đã gây ra sự cố lớn như vậy. Viện trưởng bắt đầu lo lắng về tình trạng tâm lý của Rose, đặc biệt cho cô về nhà nghỉ ngơi một tuần, chờ điều chỉnh xong rồi hãy đi làm. Sau khi về nhà, Rose vẫn không thể bình tĩnh trong thời gian dài, đành phải uống chút rượu để bình tĩnh. Tiếng báo động đột ngột vang lên khiến Rose càng căng thẳng hơn. Cô cẩn thận đi đến cửa, phát hiện cửa vẫn khóa cẩn thận. Vậy tại sao báo động lại kêu? Có phải là cửa sau không? Là bảo vệ nhận được cảnh báo từ hệ thống an ninh nên gọi điện đến hỏi. Rose vội vàng nói với bảo vệ rằng cô đang ở nhà một mình, nhưng cửa sau lại mở. Tuy nhiên, những lời tiếp theo của bảo vệ khiến Rose lạnh sống lưng. Rose ngây người, cô lấy hết can đảm từ từ quay đầu lại, điện thoại lại reo, ống nghe trong tay cũng biến mất. Hóa ra những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác. Cho đến khi bảo vệ thực sự đến kiểm tra, không phát hiện kẻ đột nhập nào trong nhà, Rose mới yên tâm. Đêm đó cô không ngủ được, nên đã thức dậy nghe lại đoạn ghi âm cuộc trò chuyện với Laura. Mờ mờ nghe thấy giọng nói khác trong đoạn ghi âm, Rose vội vàng tăng âm lượng để nghe. Rose hoảng hốt bò dậy lấy con dao, nhưng không bị tấn công. Ngược lại chồng sắp cưới nghe thấy tiếng động chạy đến. Sau những chuyện này, Rose càng cảm thấy sang chấn tâm lý trước đây của mình đã tái phát, đành phải tìm đến bác sĩ tâm lý đã từng điều trị tham khảo ý kiến. Nhưng bác sĩ cho rằng vẫn chưa đến lúc cần dùng thuốc, bảo Rose quan sát thêm thời gian nữa để chuyển hướng sự chú ý. Rose đến dự tiệc sinh nhật của cháu trai, cố gắng hòa mình vào không khí vui vẻ. Đáng tiếc là tai nạn vẫn xảy ra. Sau khi ăn bánh, cháu trai hào hứng bắt đầu mở những món quà mình nhận được. Kết quả là món đồ chơi tàu hỏa mà Rose đã chuẩn bị trước bỗng nhiên biến thành con mèo cưng của gia đình cô. Điều này khiến những người có mặt đều sợ hãi. Rose cũng vô cùng đau buồn, ôm xác mèo liên tục giải thích. Đáng tiếc là ngay cả chị gái cũng không dám tin cô. Lúc hoảng loạn, Rose lại nhìn thấy ảo ảnh của Laura.
Trên khuôn mặt vẫn là nụ cười như vậy. Vừa dứt lời, Laura đột nhiên lao tới, Rose hét lên đập vỡ bàn. Đến khi bò dậy, trên hai cánh tay đã có hàng chục vết thương, cô đành phải vào viện băng bó. Rose biết tình trạng của mình trông rất kỳ lạ, cô muốn giải thích với chồng sắp cưới, nhưng anh lại cho rằng cô đã di chuyển căn bệnh tâm thần của mẹ. Hết cách rồi, Rose chỉ có thể tự điều tra. Trước tiên hãy bắt đầu từ giáo sư Chavo mà Laura đã gặp. Rose tìm đến nhà giáo sư Chavo, giả làm phóng viên đến điều tra trước khi tự sát đã trải qua những gì. Vợ giáo sư Chavo nhớ lại, trước khi xảy ra tai nạn, giáo sư đã chứng kiến cô gái tự sát. Sau đó ông liên tục nói rằng mình nhìn thấy những thứ bẩn thỉu. Trải nghiệm này hoàn toàn giống với Rose. Rose không kìm được mà hỏi thêm vài câu. Vợ giáo sư Chavo nhận ra có điều không ổn, đoán ra Rose không phải phóng viên, lớn tiếng đuổi người ta ra ngoài. Manh mối đến đây là đứt. Rose không cam tâm, vì vậy cô lại tìm đến người khác, bạn trai cũ dâu. Dâu là cảnh sát, cũng có cách nắm được toàn bộ quá trình vụ án. Từ các tài liệu cho thấy, cô gái tự tử mà giáo sư Chavo chứng kiến trước đó cũng đã chứng kiến vụ tự sát. Dâu còn tìm được băng ghi hình giám sát lúc đó, một người đi đường cầm cây kéo tự cắt cổ mình trước mặt người khác. Hai người chứng kiến cảnh tượng này đều tái mặt, nhưng kỳ lạ nhất là kẻ tự sát vẫn nở nụ cười trước khi nhảy xuống từ tầng 5, cũng giống như Laura trước đó. Rose hiểu ra, chắc chắn mình đã bị thứ gì đó ám, mà thứ này lây lan qua việc tự sát và chứng kiến người khác tự sát. Cô cầm tài liệu mình tìm được, muốn về nhà giải thích với chồng sắp cưới, nhưng vừa vào cửa đã thấy chồng sắp cưới đang ở cùng bác sĩ tâm lý của mình. Xem ra chồng sắp cưới đã hoàn toàn coi cô như bệnh nhân. Rose cũng đã hiểu rõ bản chất của chồng sắp cưới. Anh ta không muốn rắc rối, nên mới tìm bác sĩ tâm lý để hỏi cho rõ. Sau khi bị Rose vạch trần, chồng sắp cưới cũng lật bài ngửa, thẳng thừng chê tay. Rose đành đi tìm chị gái, muốn giải thích hành động của mình hôm đó. Nhưng chị gái xem tài liệu về vụ án mạng cô mang đến, càng tin chắc Rose đã di chuyển căn bệnh tâm thần của mẹ. Hai chị em chia tay không vui vẻ. Rose trở về xe, cố gắng bình tĩnh lại, thì thấy chị gái đi ra từ trong nhà, đầu nghiêng, rơi thẳng xuống từ trên cao. Cảnh tượng này khiến Rose sợ đến mất hồn. Đến tối tình hình mới khá hơn chút, dâu lại gọi điện. Sau chuyện ban ngày, dâu thấy có điều không ổn, nên đã điều tra theo hướng này. Phát hiện ra rằng trước khi mỗi người tự sát, đều đã chứng kiến người khác tự sát, giống như rơi vào lời nguyền. Ngoại trừ một người, sau khi anh ta chứng kiến người khác tự sát thì không tự sát, mà lại giết người khác. Nhưng người chứng kiến vụ giết người này đã tự sát sau một tuần, kế thừa lời nguyền khủng khiếp. Nghe tin này, Rose vội vàng cùng dâu đi tìm người duy nhất sống sót. Người đó do dự rất lâu, cuối cùng mới nói với Rose, chỉ có một cách, đó là giết người, và phải có người chứng kiến. Chuyển nỗi sợ hãi, thì lời nguyền mới theo đó mà chuyển đi. Mặc dù đã có cách giải quyết, nhưng Rose không vui, mà lại càng thêm rối bời. Lúc này, bác sĩ tâm lý đến thăm, cô ấy thấy tình trạng của Rose có vẻ nghiêm trọng, cần phải xác định thêm về tình trạng bệnh. Rose định tùy tiện nói vài câu cho bác sĩ về, nhưng điện thoại lại reo, giọng nói trong điện thoại cũng là giọng của bác sĩ tâm lý. Vậy thì người trước mặt mình là ai? Nụ cười kỳ lạ dần hiện lên khi Rose hỏi cô ta là ai. Người kia không trả lời, chỉ dồn Rose vào góc tường. Rose biết mình phải mau quyết định, vì vậy cô cầm theo dao vào bệnh viện tìm người bệnh đã dọa cô sợ trước đó. Sau đó viện trưởng cũng đến, muốn hỏi Rose đến đây làm gì. Mọi người đã đến, Rose rút dao đâm thẳng vào ngực bệnh nhân. Thật kỳ lạ là bệnh nhân lại cười, viện trưởng cũng cười và lột mặt nạ. Hóa ra chỉ là giấc mơ. Rose vẫn ở trước cửa bệnh viện, bất lực và sợ hãi khiến tâm trạng của Rose vô cùng tồi tệ. Lúc này viện trưởng nhìn thấy xe của Rose, tiến đến chào hỏi. Rose không muốn hại người, đành vội vã rời đi. Nhưng viện trưởng đã nhìn thấy con dao trên xe của Rose. Ông ta gọi điện báo cảnh sát. Dâu nghe tin, muốn hỏi Rose đang ở đâu. Nhưng Rose lại cúp điện thoại. Cô đến vùng ngoại ô, nơi đây có ngôi nhà cũ mẹ cô để lại. Cô chuẩn bị giải quyết lời nguyện ở đây. Rất nhanh trời đã tối. Rose ngồi ở góc nhà, đột nhiên nghe thấy giọng nói của mẹ. Cô mở cửa phòng, quả nhiên nhìn thấy người mẹ đã tự sát. Hóa ra, năm đó sau khi mẹ cô uống thuốc đã hối hận, muốn Rose đi gọi xe cứu thương. Nhưng Rose vì sợ hãi nên đã bỏ chạy. Bấy nhiêu năm nay, Rose luôn sống trong sự dai dứt, nhưng đó không quan trọng. Rose biết, người trước mặt không phải là mẹ cô, mà là ảo ảnh của lời nguyền. Sau khi bị Rose nhận ra, người mẹ trước mặt lập tức biến thành quái vật cao đến tận trần nhà, ném Rose xuống đất, còn nói Rose không thoát được ý thức của mình đâu. Rose đột nhiên hiểu ra, vì đây là ý thức của cô, nên cô chắc chắn có thể điều khiển. Vì vậy, Rose vặn gãy tay con quái vật, dùng đèn dầu đốt cháy con quái vật, còn cô thì nhân cơ hội đó chạy ra khỏi nhà cũ. Lúc này, Rose cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cô trở về thành phố, muốn hàn gắn lại với người luôn quan tâm đến cô là dâu, nhưng không ngờ dâu lại nở nụ cười kỳ lạ giống hệt vậy. Rose chỉ còn cách bỏ chạy, nhưng lại phát hiện mình vẫn ở ngoại ô. Những chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo ảnh, tệ hơn nữa là dâu đã tìm thấy Rose. Rose lo lắng sẽ làm hại đến dâu, chỉ còn cách tự nhốt mình trong nhà. Con quái vật lại xuất hiện, lần này Rose không còn nơi nào để trốn, nhưng biểu cảm của cô dần trở nên bình tĩnh. Còn con quái vật thì nhân cơ hội đó chui vào cơ thể cô. Khi dâu phá cửa xông vào, anh thấy Rose đang đổ đầy dầu lên người, mỉm cười và tự thiêu. Còn dâu, tất nhiên cũng trở thành người thừa kế lời nguyền. Bộ phim kết thúc. Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây. Tôi là Reviewer. Hẹn gặp lại các bạn ở kỳ sau.